Xin chào mọi người. Cái video này là một cái video hướng dẫn có số lượng nhiều con người chưa có dính dáng vô Bitcoin 99.9. Sự thật là hồi đó đến giờ người ta chưa bao giờ bỏ 100 tiếng học về nó. Nó có một sự tăng trưởng 12 năm vừa rồi 10.428.000%, 10.428.000%. Trong khi đó vàng tăng trưởng 32% trong 12 năm vừa rồi, cổ phiếu cổ phần tăng trưởng 628% trong 12 năm vừa rồi. Mình đã làm cả ngàn cái video về nó. Số lượng con người chưa nhảy vô bởi vì kiến thức người ta không có, bởi vì người ta chưa bao giờ bỏ 100 tiếng vô nó. Bởi vì vậy, và tất cả những tờ báo, tờ chí, đài truyền hình, ngoài xã hội là người ta rửa cái thông tin đó vô bộ não của bạn. Bitcoin cũng là tiền ảo, vân vân và vân vân. Riêng những cái đài truyền hình đó, người ta gọi là cái Bitcoin này nó cạnh tranh với tất cả đồng tiền tệ trên toàn cầu. Và cái đồng tiền tệ trên toàn cầu nó là tiền giả. Những cái thứ mình nói như vậy bạn cũng không có hiểu. Mình khuyên bạn học bỏ ra 100 tiếng học về nó. Bạn có thể lên những cái phát trực tuyến vừa rồi của mình để coi, hoặc bạn có thể tìm một người nào có kiến thức sâu về Bitcoin để học. Bạn có thể bắt đầu từ Bitcoin thôi, đừng có quan tâm với những đồng khác. Thì nó là vậy. Trong cái năm này, ok, đầu năm bạn bỏ vô 1 tỷ. Ngồi đây với đầu năm, và ngày hôm nay là ngày tháng 9, tháng 9 đâu, tháng 10 đúng không? Tháng 11 chứ, tháng 11. Thì đầu năm bạn bỏ vô 1 tỷ, ngay bây giờ bạn đã có 2 tỷ 3 500. Một chiếc vừa rồi mình có một cái ví dụ giống như bạn bỏ ra 1 tỷ bạn mua chiếc taxi, đúng không? Cái đó là một cái thống kê trên mạng luôn. Mình hỏi trong một cái phát trực tuyến thì những anh em trả lời là tốn ít nhất cũng phải là 2-3 năm để lấy lại được vốn 1 tỷ đó thôi. Bỏ vốn 1 tỷ tốn 2-3 năm mới lấy lại được vốn của mình thôi, chứ nói chỉ là lời. Còn ở đây là bỏ ra 1 tỷ, ok, đầu năm đến giờ, ok, mình đã có được 2 tỷ 3. Trung bình nha, Bitcoin mỗi năm như vậy nó tăng trưởng 152%. 12 năm vừa rồi, từ năm 2011 cho tới nay 2023 thì nó đã tăng trưởng 10.428.000%. Và báo chí, đài truyền hình đó là nó đã được bị mua. Nó chỉ có một nền tảng thật nhất trong lịch sử loài người ngay bây giờ là nền tảng X, Twitter. Và số nhiều con người Việt Nam này cũng không có nền tảng X. Thì nó là vậy. Bạn rồi bạn ở trong một cái bóng đêm, bạn ở trong một cái giếng, bạn là những con ếch ở dưới cái giếng nhìn lên, và cái bầu trời của bạn khá là nho nhỏ. Bởi vì vậy, bạn vẫn là những người nghèo nàn, bạn vẫn là những người cơm áo gạo tiền, bạn phải bỏ mồ hôi sức lực ra kiếm tiền, bạn phải kêu ông kia sếp, ông nọ sếp. Mình khuyên, một lời khuyên chân thành nhất thôi, bỏ 100 tiếng học về Bitcoin. Bỏ đi những cái cuốn phim Netflix bạn đang coi, đúng không? Những cái phim vớ vẩn ở ngoài xã hội, để chủ yếu là để cho cái tập trung của bạn vô trong cái đó, để giữ bạn ở với cái chức vị của bạn trong xã hội là nghèo và nghèo. Bỏ 100 tiếng học về Bitcoin nếu bạn muốn có những sự giàu có, nếu bạn muốn có tự do tài chính. Và mình nói về cái vấn đề đó 2 năm mấy 3 năm rồi. Và bạn nghe mình từ 2 năm mấy 3 năm thì bạn nhân cái tài sản của bạn biên bao nhiêu rồi. Những cái anh em nhảy vô với cái nền tảng này chỉ qua vài tuần thôi nha, từ 500 triệu lên 900 triệu là một chuyện bình thường. Hồi hôm qua thôi, riêng ngày hôm qua thôi, bạn khoa chúng đâu 50 triệu. Tất cả những người anh em đăng cái kết quả của họ lên cái nền tảng Twitter X của mình, đó là những người thật việc thật ngoài xã hội. Mình không quảng cáo, mình không làm những cái việc rác rưởi, mình không nhờ gọi là trả phí cho anh em để đăng những cái thứ hay ho về mình. Thì nó là vậy. Bạn muốn tự do tài chính, học về Bitcoin, bỏ 100 tiếng ra học, rồi sau đó bạn có thể liên lạc với cái nền tảng này để kiếm thêm kiến thức. Bạn có thể lên tất cả những cái phát trực tuyến vừa rồi coi nó nha, chỉ coi nó miễn phí mà, nó nằm ở trên YouLove, đúng không? Bạn biết mình nói YouLove bạn hiểu đúng không? Ok, YouLove, ok, và nó cái tên của nó là Tiền Academy, tiền cũng giống như tiền tệ chữ Academy. Ai cũng muốn có tự do tài chính, có bao nhiêu người muốn học? Thì nó là vậy. Xin chào mọi người.